Nhưng mà anh nói là tặng hoàn cảnh khó khăn thì em báo với anh là cây 250 ha. Là mỗi một cây thì em giảm xuống 100 ngàn. Còn tiêu y thì giá gốc là 4 triệu thì anh lấy thì anh tặng đó, anh giảm xuống thêm 100 là còn 3.9 triệu. Nhà anh xuyên vui dữ rồi. Vui không? Giờ có nhà mới rồi, có tivi nữa. Dạ. Dạ cô bác quý anh chị, thấy gia đình của anh Xuyên đẹp như thế, Bùi Hồ cũng rất là vui. Và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã chung tay giúp cho gia đình của anh Xuyên. Thì hôm nay thì Bùi Hồ có nhận được một cái số tiền của chú Nghị là Việt Kiều Mỹ gửi ủng hộ thêm cho anh Xuyên để mà mua một số trang thiết bị đồ dùng trong gia đình như là bếp ga, rồi TV, máy quạt cũng như là mùng mền để cho gia đình anh Xuyên có một cái nơi ở ổn định. Dạ cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ có nhận được của chú Bảy là 1.000 đô la Mỹ để mà mua lắp năng lượng điện mặt trời cho gia đình của anh Xuyên nè, thì mua TV, máy quạt, mùng mền, ở một số nhu cầu thiết yếu cho gia đình của anh Xuyên ở trong cái nhà bè mới. Thì mình sẽ giữ cái số tiền này và mua bao nhiêu thì mình sẽ công bố cho chú Nghị cũng như là mạnh thường quân biết luôn. Còn số tiền mà dư còn lại á, thì chú Nghị nói mình giữ, gặp hoàn cảnh khó khăn nào mà chú Nghị muốn giúp thì chú Nghị sẽ cho mình hay. Bây giờ thì đây là một cái chợ Hồng Ngự. Lúc trước là thị xã, bây giờ lên thành phố Hồng Ngự. Và bây giờ mình sẽ tìm đến điện máy xanh để mà mua tivi cho anh. Thôi thì mình mua tivi cũng tầm giá hơn 3 triệu thôi, cũng vừa đủ cho anh gia đình xem là được rồi. Lý do là mà mua tivi á là các bé con của anh á thì ít có điều kiện nên lên bờ và rất ít được tiếp xúc với mọi người. Nên có tivi là một cái phương tiện thông tin để mà có thể cho con của anh giải trí nè, rồi giao tiếp với thế giới bên ngoài nó dễ dàng hơn. Thị xã Hồng Ngự là một cái đây là thủ phủ của cá tra, nên ở trung tâm ở chợ này nó có hình một cái con cá tra. Cô bác quý anh chị và Bùi Hồ sẽ không gửi cho anh Xuyên thêm một cái số tiền nào nữa. Lý do là theo Bùi Hồ và cùng chú Nghị nói rằng là thôi thì để cho anh Xuyên thời gian sắp tới để cho anh Xuyên lao động kiếm sống, chứ nếu như mà sống mà nhờ vào số tiền mạnh thường quân hoài thì sẽ không tốt, chủ yếu là trang thiết bị cho anh thôi. Bây giờ kiếm hoài kiếm sớm giờ không thấy, sáng giờ đi 7 giờ mấy giờ, bây giờ gần 10 giờ. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ đến đây sẽ mua cho anh Xuyên một cái tivi, một cái bếp ga cũng như là bình ga. Nãy Bùi Hồ có vào hỏi thì em nhân viên nói là không cho quay phim, nên Bùi Hồ sẽ vô mua rồi sau đó sẽ quay cái hóa đơn cho cô bác quý anh chị cũng như là mạnh thường quân xem nha. Mình có vô điện máy xanh mình hỏi mua và họ không có giao cái sản phẩm liền được, và mình thì cần thời gian rất là gấp nên mình không có mua, nên mình sẽ tìm một cái cửa hàng nào đó nó tiện lợi hơn để mình có thể mua và trao cho anh Xuyên trong ngày hôm nay luôn. Này mình vô đây gặp, ở đây thì có bán đầy đủ nè, mà mình giao liền luôn nghe anh nha. Dạ anh, một cái tivi nào mà nó ví dụ như cái này khoảng nhiêu anh? 5.9 triệu. Có cái nào khoảng 3-4 triệu rồi đó? 3-4 triệu. 3-4 triệu là có 32 inch. 32 inch á. 32 inch thì hiện tại là có dòng sáp 4 triệu, có giọng nói. Nhưng mà có lên mạng được không? Lên mạng đó. Đâu? Dòng đó dòng. Cái dòng này đó hả? Cái bên đây. Còn Samsung thì 4.4 triệu. Sáp này là của nước nào ta? Sáp của Nhật. Của Nhật hả? Em lấy cho anh cái sáp đó đi. Rồi, dạ. Lát nữa mình chở xuống cho em luôn nha. Dạ, anh ở đâu? Em mua ngay chỗ chợ cá nè, chợ thực phẩm nè. Dạ. Chỗ anh Xuyên ở dưới sông á, chỗ chợ thực phẩm, ngay chỗ mà chiền dừa rồi đó. Quẹo qua hỏi anh Xuyên tao biết. Rồi bây giờ cho em cái bếp ga đi, bếp ga với bình nguyên bộ luôn. Bếp ga mình mua cỡ bếp cỡ nhiêu anh biết anh giới thiệu. Thường nguyên bộ là khoảng nhiêu? Anh muốn mua bếp thường hay là bếp tốt? Bếp thường là bao nhiêu, còn bếp tốt bao nhiêu? Thường thì dao động tầm 800-900 triệu.
Còn bếp tốt á là của Nhật là 6-7 triệu. Đâu, dẫn anh vô trong. Đây, mình có quạt máy không ta? Quạt máy hả? Quạt máy thì bên em hiện tại có quạt của Samsung được không? Quạt thường hay quạt tốt? Quạt tốt á. Đây mấy cái này là dao động, cái này là của Đài Loan ha, cái của Đài Loan. Còn Paloma này là của Nhật. Mấy mẫu này thì lắp ráp tại Việt Nam thì giá nó dao động khoảng tầm 6-7 triệu. Còn này Nhật, bên Nhật qua luôn là 9 triệu. Ví dụ như cái này nè, cái này anh thấy đẹp nè. Cái mẫu này ha, mẫu này thì 850, mẫu dưới cũng 850. Còn mẫu này? Mẫu đó thì nó dày hơn chút, hay nó 1.50 triệu. Mẫu này 1.50 triệu hả? Dạ. 1.50 triệu là bình luôn không? Bình vỏ là mình phải mua riêng nha. Bình vỏ là nhiêu nè? Là nhiêu nè? Bình thường thường thì bình cái vỏ không á là 220, còn nước á thì là 265, 275 với lại 285. Thì bây giờ anh sẽ lấy cái này đi nhá. Dạ. Cái này nè, cái này mình thấy nó đẹp mà nó sạch sẽ nè, Sakura nè. Dạ. Cái này là 1.050.000. Dạ. Là với lại cái vỏ là 250 nữa hả? Cái vỏ là 220. 220 với nước 200 mấy nữa là khoảng ra một khoảng 1.500.000. Đúng không? Tầm triệu ngoài. Dây quanh là 120 nữa nha. Ừ. Dạ. Rồi anh em lấy cho anh cái này đi. Rồi lấy mẫu này ha. Ừ. Rồi. Cái này sao biết mã số ta? Đây, có model máy 2372 ha. 2372. Dạ. À, đi. Rồi. Rồi mình có quạt đứng thường không? Quạt đứng thường có. Đâu? Để em lên lầu lấy. Bao nhiêu một cái? Cái nó tầm 400 á. Đây. Hỏi giá chính xác rồi. Cái này mình mua tặng hay là mình mua sử dụng? Mua đưa cho người ta sử dụng. À, mua tặng gì khác. Nói mua tặng cái hoàn cảnh khó khăn thì em này em giảm giá. Lúc này em báo anh là quạt bao nhiêu ta? 350. Quạt thì cây 350. Em là anh nói là tặng hoàn cảnh khó khăn thì em báo với anh là cây 250. Ha. Mỗi một cây thì em giảm xuống 100 ngàn. Còn tiêu uy thì giá gốc là 4 triệu, thì anh nấy thì anh tặng đó anh giảm xuống thêm 100, còn 3.9 triệu. Còn bếp ga thì tất cả em cộng lợi thì em giảm cho anh 100 nữa. Ha. Thêm cộng một giá hả? Hay quá. Okay. Dạ. Tổng bộ bếp ga thì là 1.655.000 ha. Rồi em giảm cho anh xuống 100.000 ha. Là gồm có dây rồi quan mình vỏ hết là đem về sử dụng được. Rồi. Hay quá. Đây ổng mua cái dư có cái gì đó. Đi về đó có cái gì đâu. Chắc có bắt wifi được mà. Không wifi. Em không biết luôn, nhưng mà trước tiên là mình mua mình để nó đi, rồi mai mốt ảnh muốn truyền cái gì đó vô anh truyền. Bây giờ mình có gắn cái gì vô để cho nó coi được không ta? Hiện tại thì là mình cái mẫu TV này là mình sẽ gắn được cái anten. Cái anten đó để mà coi đài được, còn ở dưới có wifi thì là mở lên là coi. Anten là coi đài được thì em ở đây có gắn luôn không? Có gắn luôn. Ừ, em gắn anten đi luôn đi. Anten mặt đất thì đúng không? Anten mặt đất đó là 250 ha. Em gắn thêm nha. Tại vì TV ở dưới anh Xuyên đôi khi không có wifi thì anh Xuyên xem bằng anten mặt đất. Và nhờ cái anh này ảnh dò đài giùm luôn cho nó tiện. Tổng hóa đơn của anh là nhiêu tiền? Khoan đợi xíu. Dạ đây cô bác quý anh chị, của mình là cái TV 4 triệu em này giảm còn 3.9 triệu nè. Rồi quạt thì 350 một cây em giảm, còn hai cây là 500.000 đồng. Đó, bếp ga thì em tính là 950.000 đồng, dây quan với lại bình vỏ và anten của TV luôn là tổng cộng là 6.205.000 đồng. Đó thì cái số tiền này là từ chú Nghị là Việt Kiều Mỹ gửi cho Bùi Hồ, gửi 1.000 đô, là đổi Bùi Hồ đổi ra được là 23.100.000 đồng. Thì bây giờ thì mình sẽ trả em này là 6.500.000 em tiền nha. 200 lại nào, em đếm lại giùm anh. 6.500.000. Rồi, đánh thối tiền. Rồi, anh cảm ơn em nha. Là đầy đủ là có tivi nè, quạt với lại bếp ga. Rồi. Con mua màn với lại niệm á cô. Dạ. Niệm thường thường thì mình bán bao nhiêu một cái cô ha? Con mua mét 6 á. Dạ vừa vừa thôi.
Loại này nè cô bao nhiêu cái à? Là bao nhiêu một cái? 300 ngàn. Là 300 ngàn. Còn cái này? Từ 280. 280. 300 ngàn. Còn mền con? Mền dày mền. Mền dày là bao nhiêu? Mền này 130. Còn mền mền này 130 hả? À. Này là dày đó hả? Dày cái này nè. Dày cho nó đó. Dày là bao nhiêu nữa? 200. 200 hả? Lấy con hai cái mền. Còn trả giá luôn, mua tặng cho người nghèo. Có giảm giá được, giảm cho con. Tại mạnh thường quân ta ủng hộ á. Cô lấy cho con, tại mùa đông tới rồi. Một cái là cô bán bao nhiêu? Bán con 180 thôi. À, lấy con hai cái nha. Có mùng không cô? Có. Rồi sao con chở được ta? Chở mùng ra. Chở nệm á. Có người chở cho con không? Đây, cái này. Cái này là cô nói là 180 hả? Lấy mình lấy hai cái này nè. Ba này được không? Dạ được. Hai cái đi. Đó. Hai cái này với lại hai cái nệm. 90 ngàn đi con không sao? Dạ. Mình mua hai cái mền và hai cái nệm này. Một cái nệm thì cho con của anh Xuyên, với lại một cái nệm thì cho vợ chồng của anh, với mền với lại mùng. 12. Đúng rồi. 12. 20. 20 với 0 với 2. Ừ. À, 9 với 11. 9, 11. À, mình mua được là nệm hai cái là mỗi cái 280. Hai cái là 560 ngàn. Mền là hai cái mỗi cái 180 là 360, với lại mùng thì tổng cộng là 1.100.000 đồng. À. Đủ chưa? Dạ. À, đủ nha. Mình không có chở hết, mình chỉ chở thấy nhờ anh này anh phụ anh chở xuống luôn. Vậy là coi như là xong cái phần mà mua quà cho gia đình của anh Xuyên. À, nhờ anh này anh phải ôm hai cái nệm. Đó, đi xuống đây nha anh. Dạ, em đi xuống đây. À, hôm nay thì cũng tranh thủ thời gian thì mình cũng đã mua đầy đủ như chú Nghị nhà mình mua giùm cho gia đình của anh Xuyên. Hôm nay thì vui vẻ cả nhà luôn. Ở đây là quạt nè. Hai cái quạt, một cái tivi nè. Dạ. Anh. Có mền nữa nè. Đó. Bạn mình nó đang làm gần xong chưa Duy? Chút nữa xong hả? Mình gắn mấy cái bóng đèn. Hôm nay sao anh Xuyên vui không? Có tivi đó. Anh đó anh đang giác niệm xuống kìa. Anh nói chị lại đây cho vui. Ở đây có bóng đèn này. Bạn mình đi điện cũng cẩn thận ghê nè. Cũng nẹp vô hết luôn. Nè anh Xuyên giữ cái bảo hành. Cái này anh phải bỏ vô cái ấy chứ. Bỏ vô cái phòng. Bụi không à, chưa có ống trà chưa. Ừ. Hai ngày nữa thì anh Xuyên mới dọn vô nhà đúng không? Mới 19. Em mua cho chú Nghị đời ngày em mua cho anh hai cái nệm. Một cái nệm cho anh với lại nệm cho con của anh. Thì có mùng mền ở trong đó sẵn luôn á. Chút xíu là có đèn điện. Ủa thấy ở ngoài sao có điện sáng rồi mà Duy? Đèn có. Mình để vô cái ống đó cho nó an toàn ha. Đi ông hai nè. Ai thuốc gì chắc chắn được quá. Duy này là ngày xưa là quản trị kinh doanh mà bây giờ chuyển sang đi điện. Đấy, quản trị kinh doanh đúng không? Mình với Duy là học chung cấp 3 hồi năm 2006 tốt nghiệp. Ngày sau tốt nghiệp 2012.
Tại sao mà này mỗi thằng một nơi, mình thì đi học thầy giáo, còn Di thì đi học quản trị kinh doanh. Sau thời gian kinh doanh không được đi về, chuyển sang đi điện. Kinh doanh thì ngày nào có tiền gọi là kinh doanh thì hay vậy. Nhưng mà ngày xưa có học điện không mà đi được à? Không. Ồ, cái bình mình để đây luôn hả Di ha? Ừ, đó là cái hệ thống đó. Ừ, này ai hàng Di? Ảnh mới đi hàng đó. Ờ, bình này là bình khô hay bình nước nè? Khô. Bình này tốt đó hả? Xài được mấy ngày Di? Vậy đó, nói chung xài nhiều thì mau hết, xài ít thì lâu hết rồi, nó được tiết điện đó. Nhu cầu xài tivi với quạt với đèn thì bao la chứ tôi bỏ lộn thoải mái ha. Cái này là cái cục này là cục kích đây phải không? Đúng rồi. Ở trên này nè là nó chạy gì gì à, này nè dùng để sạc vô cái bình. À sạc vô cái bình ha. Ở đây là công tắc đây hả? Ừ. Công tắc này để mà chứ xài đèn ngoài đây nè, cũng bị lắp cái đèn ngoài này nè. À vậy là ở đây một cái đèn, ở đây cái đèn dưới ngoài sau bếp cái đèn dính ngang cái bàn ha, để tivi lên mới được. Dạ. Ừ. Vậy đâu phải ai cũng làm được. Cái bình này là bình tốt nè. Ừ. Phải không? Nó khô. Ừ. Chui điện cũng có cái chui xịn. Chui xịn. Ồ. Hay vậy ta. Nó đâu có sức ra đâu. Không bao giờ sức cái này ra ha. Ừ. Cái cục này là cục kích đây phải không? Ừ. Kích lên 220. Đúng rồi. Còn cái này là gì? Đồng hồ đo hả? Đồng hồ nó đầy rồi đó. Nó sạc, nó điều khiển sạc đầy nó ngắt. Alo. Nghe. Cái này là nó đang sạc hả? Đó, nó vô pin, nó vô pin. Sạc ngưng thì thông báo đó. Đến số bao nhiêu là nó ngưng? Nó ngưng, nó đầy là nó ngưng. Là đầy rồi đó, có sóng rồi đó. Thấy không? Thấy cái khớp sóng dưới đây phải không? Vậy đây để tao hỏi có mà. Cái dấu sạc ngang là đầy. Ờ. Bình đó là bình nó đang sạc. Ừ. Còn khi mà sạc xong thì nó tầm khoảng 13 mấy, 12 mấy là nó đầy. Là nó nghỉ đó. Nói chung là nó lên khoảng 14-2 là nó không lên nữa. Nó tự động nó ngắt đó. Nhưng mà trời nắng găm như thế này nó mau đầy không? Nó nắng găm thì nó lâu đầy hơn nắng gắt chứ. Điện năng lượng mặt trời là phải có mặt trời mạnh nó mới có điện mạnh chứ. Gì đi ra là mấy này thấy cẩn thận nghiêm nè. Ừ. À. An toàn. An toàn. Ừ. Tức là hệ thống này gồm có hai nguồn. Ờ. Nguồn này là nguồn chính đi vô chủ yếu phát điện ra cho xài quạt với lại tivi ha. Nguồn thứ hai là xài điện trực tiếp của năng lượng xuống sử dụng cho ba cái bóng đèn. Đây là nguồn thứ hai đúng không? Ừ, đúng rồi, nguồn này nguồn thứ hai. Nguồn này là nguồn điện sóng, nguồn này là nguồn 12V. Nguồn này 12V hả? Ừ. Còn 204 phải không? 22. 202 ừ. Này ra điện sóng đang xài. Ra đằng kia đang xài tivi. Tivi với quạt. Còn cái dây màu xanh này là xài những cái bóng đèn. Đúng rồi. Ồ hay quá rồi. Sao anh nói sao cái dây bây giờ mình bắt bát lên đúng không? Cái bát đó là 200 ngàn nữa hả? À. Rồi em gửi anh 200 nè. Đủ chưa? Rồi, anh bắt cho giùm em nha. Rồi cảm ơn. Có điện rồi đó anh. Vui không? Giờ có nhà mới rồi, có tivi nữa. Dạ. Ừ. Ông ngày có lại đây không? Có, ngày nào cũng lễ chơi. Ừ. Rồi khi vài bữa nữa ngủ ở đây cái chỗ cũ rồi sao ta? Con cũng biết vậy. Con không biết nè hả? Tại khi đó của người ta mà phải của con đó. Còn con trả cho người ta đúng không? Dạ. Ừ, mai mốt có ở đây lên bờ được rồi. Dạ. Ừ. Nhà, hôm nay nhà anh xuyên vui dữ rồi. Coi phim sau một cái thời gian thì bây giờ cũng đã xong lên hết rồi. Ở đây thì anh có được tivi ở ngoài trước để xem nè. Thì hệ thống đây là một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của nhà anh lắp ở đây. Ở nhà anh thì được lắp ba cái bóng đèn. Ở đây một cái, ở đó một cái, dưới đằng sau một cái. Với lại trang bị cho anh một cái tivi như vậy để cho gia đình của anh sinh hoạt có thời gian thư giãn. Ở trong đây thì có luôn còn một cái quạt ở đây nữa nè. Đó, một cái quạt ở đây, cái quạt này mới gấp nè. Với lại hai cái nệm
đây có mền với lại mùng. Thì những cái với lại ở đây một cái bếp ga, bếp ga có sẵn, và tất cả các chi phí này được chú Nghị là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ hết. Chút xíu nữa thống kê lại số tiền khoảng bao nhiêu tiền. Anh Xuyên có muốn nói là gì không? Cảm ơn. Dạ, chú nói là cảm ơn ông chú Nghị ở bên Mỹ. Dạ. Hiện nay thì trước đây thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân mà chung tay góp sức với gia đình của anh Xuyên, như là anh Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh nè, thì cô Hương, cô Huệ, rất là nhiều người mạnh thường quân dấu tên ở Mỹ nữa. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì có hàng xóm ở đây lại đây xem nhóc. Dạ. Cái này là cái anten là bằng mặt đất, hệ thống điện mặt đất, nên thành ra là cái tivi này mà có sau này mà có wifi á thì mình cũng có thể xem ở trên mạng cũng được nè. Đó. Để em bắt lớn tiếng tí xíu coi. Với đại sứ Thảo Cầm Vinh, thưa ông. Vui lắm rồi. Chúc mừng gia đình anh luôn nha. Tổng cộng là bao nhiêu Duy? 8.955.000. Đây là 8.955.000. Một cục pin năng lượng mặt trời là 3.2.000. Một sạc là 450.000. Một bộ kích là 500. Một cái bình 100 nữa là 2.3.000. 100 ampe là 2.3.000. Thì một ba cái bóng đèn là 255.000, thì dây là với lại phụ kiện là 600, tiền công 400.000, là tổng cộng là 8.955.000. Lúc trước mình có đưa cho Di hết chuyển khoản cho Di hết 5 triệu để ứng tiền để mua cái ba cái thiết bị. Qua đây ngồi đi cho sáng Di. Ê. Chuyển khoản hết 5 triệu, bây giờ còn lại nhiêu? Còn lại 3.955.000. Qua đây nè. Một sáng rồi. Còn lại là 3.955.000 hả? Ừ, 3.955.000. Là công hết luôn rồi đó ha? Công luôn rồi đó, trong đó có tính công 400 luôn đó. Rồi. Là công là tài sáng Di với lại một cái ông anh đi giáp nguyên nhà luôn. Ừ. 1 triệu 2 triệu 3 triệu nè, 4 triệu 55 tháng 45. Đây là cái tiền công mà lắp năng lượng mặt trời cho gia đình của anh Xuyên. Sau này thì anh sẽ xài điện miễn phí hết. Rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Xưa hồi trưa thì mấy anh em cũng cực khổ đi ăn cơm đầu đường xó chợ. Rồi, cảm ơn anh luôn nha anh. Rồi. Đó là tiền năng lượng mặt trời đó cô bác quý anh chị. Bây giờ mình sẽ thống kê lại hết số tiền là bao nhiêu trong. Dạ cô bác quý anh chị, thì đến thời điểm này coi như là cái ngôi nhà, cái máy ấm của gia đình anh Xuyên cũng tạm thời là hoàn thành được 90%. Thì khoảng thời gian 2 ngày nữa thì anh Xuyên sẽ cùng với gia đình mình dọn vào một cái nơi ở mới. Mà cái nơi này thì rất là an toàn và đẹp luôn. Đây là cái ước mơ của anh Xuyên. Và để được thực hiện được ước mơ này thì cũng chung tay rất là nhiều người. Trong đó có chú Bảy là làm cái phần máy ở trên nè. Rồi anh Sơn thì vận động mua được cái chiếc ghe. Rồi chú Nghị thì ủng hộ cũng rất là nhiều tiền. Đợt 1 thì chú ủng hộ 21.100.000 đồng. Thì đợt 2 này chú Nghị gửi tiền qua cho em. Thì em mua theo cái lời chú Nghị dặn cho anh. Thì ở trong cái hóa đơn thứ nhất á, là ở cái hóa đơn thứ nhất là mình mua là 6.205.000 đồng. Ở cái hóa đơn thứ hai là mình mua là 1.100.000 đồng, là mua mùng mền. Hóa đơn 1 là mua tivi với lại quạt, bếp ga nào luôn anh. Đó. Còn với lại cái hệ thống điện mà lắp được đó, thì hệ thống điện thì mình tốn là 8.955.000 đồng. Thì tổng cộng cái số tiền mà đợt này mà chú Nghị ủng hộ cho anh đó là 16.260.000 đồng. Đó là cái số tiền là chú Nghị ủng hộ cho anh đợt 2. Đợt 1 thì 21.100.000 đồng, đợt 2 là 16 triệu
260.000 đồng. Đó là tất cả số tiền mà chú Nghị nhờ em gỡ và cũng như là mua cho anh. Sẵn Bùi Hồ nói luôn, thì thôi trước khi anh Xuyên thì Bùi Hồ nói luôn, thì trong ủng hộ cho anh Xuyên đó, thì trước đây thì cô Huệ với cô Hương là Việt Kiều ở Bỉ có gửi 1.2 triệu nè. Anh Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho anh 1 triệu nè. Một Việt Kiều giấu tên gửi cho anh 100 đô OD nè. Rồi anh Long Nguyễn ở Việt Kiều Úc gửi cho anh 1.7 triệu đó. Có muốn nói là gì nữa không? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Cảm ơn mấy chú mấy chị đồ. Quan tâm rồi đó, mà giúp đỡ cho em. Dạ. Giúp đỡ em có cái bè. Em. Có bè. Rồi thôi thì em nhận cho anh đến đây thì cũng như giúp gia đình mình đến hoàn cảnh đến bây giờ thì coi như là mình đã hạnh phúc, đã như mơ ước của mình rồi. Từ nay về sau thì Bùi Hồ cũng sẽ không nhận số tiền ủng hộ cho anh Xuyên nữa. Và nếu như mình thường quân thì ủng hộ ở những cái hoàn cảnh khác. Tại vì anh Xuyên này đã có nơi ở rồi, có trang thiết bị đầy đủ hết rồi. Nên em sẽ ngưng nhận số tiền ủng hộ cho anh nha. Dạ. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong nước cũng như là ngoài nước. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho anh Xuyên có được nơi ở mới như ngày hôm nay. Thì sau khoảng tuần sau thì Bùi Hồ có lên gia đình của anh Xuyên thì mình sẽ ghé thăm một lần nữa. Tại vì thứ ba tới là anh sẽ dọn vô nhà mới. Là bây giờ nơi ở mới thì mình ổn định. Thì từ nay về sau em không cần anh cảm ơn em mà ở mạnh thường quân ở nước ngoài thôi. Và đặc biệt là anh phải cố gắng làm ăn cho mấy đứa trẻ nó được lên bờ. Thì nó sẽ phụ giúp anh một phần nào đó. Và nhớ là cố gắng làm ăn càng ngày càng nó khá lên là như thế là đã cảm ơn em với mạnh thường quân rồi. Và mạnh thường quân chỉ muốn gia đình của mình thoát nghèo để mà có cái cuộc sống khá giả hơn thôi. Dạ cô bác quý anh chị cũng xong rồi. Cũng xong về cái hoàn cảnh của gia đình anh Xuyên. Thì Bùi Hồ quay lại một cái quán cà phê ngồi để mà tổng kết cái số tiền cho cô bác quý anh chị cũng như là cho chú Nghị Việt Kiều Mỹ biết luôn. Thì ở đợt 2 này chú Nghị có gửi cho Bùi Hồ là 1.000 USD. Thì Bùi Hồ đổi ra được là 23.100.000 đồng. Thì cái số tiền mà hôm nay Bùi Hồ chi cho các hóa đơn số 1, 2 cũng như là tiền năng lượng mặt trời thì tổng cái số tiền là 16.260.000 đồng. Thì 23.100.000 đồng trừ đi 16.260.000 đồng thì Bùi Hồ còn đang giữ lại là 6.840.000 đồng. Và cái số tiền này Bùi Hồ sẽ giữ cho chú Nghị. Khi nào chú gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào khác mà chú muốn giúp thì Bùi Hồ sẽ trao giùm cho chú. Và Bùi Hồ, lý do Bùi Hồ không trao tiền tiếp tục cho anh Xuyên vì đây hiện nay về cái cuộc sống của anh Xuyên cũng ổn định rồi. Thì thôi thì anh một thời gian tới anh sẽ cố gắng lao động và nuôi cả gia đình chứ không thể nào trong giờ, chứ không thể nào trông nhờ tất cả mạnh thường quân ngay cả hoài được, mà mình cứ để cho anh Xuyên tự lực trong cuộc sống để nuôi gia đình. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc tất cả mạnh thường quân luôn sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ xin chào.